Xin chào các bạn, mình là Mỹ Như. Rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần và là News số 52. Lễ tốt nghiệp là sự kiện đáng nhớ nhất trong hành trình sinh viên, là khoảnh khắc ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành sau quãng thời gian học tập và rèn luyện. Trong số bản tin tuần đặc biệt lần này, mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ trong đợt tốt nghiệp tháng 7 năm 2022 nha. Năm 2022, lễ tốt nghiệp lần thứ 24 của trường Đại học Văn Lang diễn ra vào 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 7. Sự kiện là dấu ấn tốt nghiệp đáng nhớ cho phụ huynh và các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư sau hành trình học tập tại trường Đại học Văn Lang. Nhằm chuẩn bị cho buổi lễ, các đơn vị phòng ban đã thực hiện công tác trang trí các khu vực chụp ảnh, phòng đón tiếp, không gian lễ chỉnh chu để mỗi khoảnh khắc vinh danh tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư đáng nhớ và trọn vẹn. Ngày 29, 30 và 31 tháng 7 năm 2022, trường Đại học Văn Lang long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp đại học cao học đợt tháng 7 năm 2022 dành cho 4.125 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và 155 tân thạc sĩ. Trong 24 khóa sinh viên đã tốt nghiệp từ trường Đại học Văn Lang từ trước đến nay, đây là năm có số lượng tốt nghiệp lớn nhất ở bậc đại học và cả cao học. Các bạn sẽ được tiếp tục đóng góp vào lực lượng nhân sự hùng hậu và chất lượng cho các địa phương trong cả nước, trong khu vực. Trong ngày vui hôm nay, cô có 3 điều muốn gửi gắm đến các em. Điều số 1, liên nhìn, hãy dấn thân, trải nghiệm, hãy hết mình với mọi công việc, với mục tiêu mà mình theo đuổi. Hãy dũng cảm để từ bỏ lối mòn, chọn công việc mà mình thật sự muốn làm để thử nghiệm hướng đi mới và khai mở hết tiềm năng của bản thân. Điều thứ hai là never give up, không bao giờ bỏ cuộc. Như Gandhi đã nói, sức mạnh không đến từ cơ bắp mà đến từ một ý chí không thể bị đánh bại được. Hãy cho phép mình thất bại để học cách thành công. Và điều thứ ba, be positive and grateful. Hãy luôn giữ một cái nhìn tích cực và lòng biết ơn cuộc sống. Hãy cố gắng giữ một thái độ tích cực trước mọi hoàn cảnh, chuẩn bị một tâm lý bình thản để đối diện với những trắc trở trong cuộc sống, biết ơn những giá trị gì mà mình nhận được, biết ơn với những người mà mình đã gặp gỡ, những sự việc đã xảy ra, cho dù có hay không theo ý muốn của mình, bởi vì tất cả những điều đó đều cho mình bài học để trưởng thành hơn. Trong buổi lễ ý nghĩa này, 38 thủ khoa được vinh danh nhận được quà là cúp thủ khoa và hình ảnh lưu niệm. Các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi được nhận quà là kỷ niệm chương từ trường Đại học Văn Lang. Lễ tốt nghiệp là thành quả của quá trình dạy và học của cả thầy và trò trường Đại học Văn Lang. Buổi lễ đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành có sự góp mặt của các thầy cô, những người lái đò, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ sinh viên Văn Lang và quý phụ huynh, điểm tựa vững chắc để các bạn sinh viên nỗ lực phấn đấu học tập. Văn Lang News xin chúc mừng toàn thể các bạn tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và thạc sĩ. Chúc các bạn luôn thành công và thật hạnh phúc trên chặng đường sắp tới. Văn Lang News xin chúc mừng các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ đã hoàn thành hành trình đáng tự hào tại trường Đại học Văn Lang. Mong rằng các bạn, các anh chị sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên chặng đường sắp tới. Bản tin tuần Văn Lang News số 52 xin khép lại tại đây. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube trường Đại học Văn Lang nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin Văn Lang News tuần sau.